Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Theo các chuyên gia y tế, hiện nay chưa có một thống kê chính xác để nói về tỷ lệ mắc bệnh lý về cột sống. Tuy nhiên, đây là bệnh rất phổ biến. Theo đó, các đốt xương sống trải qua thời gian bị hư tổn sẽ chèn ép các dây thần kinh nằm giữa các đốt sống. Bệnh lý cột sống không gây tử vong nhưng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ông Phạm Ngọc Thanh ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết bị đau và tê bên chân trái, đi chụp MRI ở trung tâm Hòa Hảo, phát hiện bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ cho biết bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm thường tiến triển chậm. Vào giai đoạn khởi phát, người bệnh chỉ cảm thấy đau nhức sau một vài động tác nhỏ. Vì vậy, trường hợp như của ông Thanh không phải là ngoại lệ. Thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, loại đĩa đệm, nó đỡ nhiều khoảng 30-40%, mới 5 ngày thôi. Làm 5 môn, ủ sáp, rồi kéo giãn cột sống bằng máy tự động, rồi siêu âm, chạy điện. Đầu nghe nó đau lên rồi, cái một thời gian sau thấy càng ngày càng đau nhiều rồi mới đi bệnh viện chụp hình rồi MRI rồi mới biết. Khi cũng nhiều chỗ, bệnh viện Chợ Rẫy rồi đại học y dược, rồi chấn thương chỉnh hình, nói chung cái nào cũng có hết. Nhưng mà hiệu quả không có cao, cái em nghĩ không có đi theo đó nữa. Hiện tại, bệnh lý về cột sống không loại trừ một ai, từ người làm nông, công nhân tới các nhân viên văn phòng. Ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể bị các bệnh có liên quan đến cột sống. Vì vậy, mỗi người nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình và khi có bệnh nên lựa chọn cho mình một biện pháp điều trị phù hợp để tránh tình trạng tiền mất tật mang. Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi thì rõ ràng chúng ta đã thấy là bệnh lý về cột sống thì không có phân biệt độ tuổi nào nữa rồi. Trẻ cũng có thể mắc bệnh. Vậy thì nói về bệnh lý cột sống thì có rất là nhiều bệnh. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bệnh gai đột sống. Thưa bác sĩ, gai cột sống, vâng ạ, thưa bác sĩ Lương Ngọc Thọ. Những nguyên nhân nào dễ đến việc bệnh gai cột sống cũng như là những đối tượng nào thường bị mắc bệnh này, thưa bác sĩ? Dạ, xin chào MC. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Để chúng ta nói về các nguyên nhân dẫn tới bệnh lý gai cột sống thì tôi xin chia sẻ một chút là cái bệnh lý gai cột sống á, là thực chất á, là một dạng, một dấu hiệu của một bệnh lý thoái hóa cột sống. Khi mà mình chẩn đoán, bác sĩ chẩn đoán mình bị thoái hóa cột sống thì có thể là có những cái dấu hiệu trên phim, đó là gai cột sống, sơ xương dưới sụn, hẹp khoang đĩa đệm. Thì trong này thì chúng ta nói dấu hiệu là gai cột sống thôi. Chính xác của nó là bị thoái hóa cột sống là cái chính. Thì có người thì gọi là gai cột sống, thì có người, có bác sĩ gọi là thoái hóa cột sống. Nói chung là nó là một. Về những cái khi mà bác sĩ nói mình bị gai cột sống thì thật sự rất là sợ. Cái gai là nó nhọn, nó đâm. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về vấn đề đó như thế nào. Trước mắt là về cái nguyên nhân mà dẫn tới bệnh lý về gai cột sống, thoái hóa cột sống thì đầu tiên đó là cái về cái tuổi tác. Thì vấn đề tuổi tác càng cao thì cái mức độ thoái hóa cột sống càng nhiều. Theo thống kê thì khoảng 35 tuổi, theo các chuyên gia đánh giá luôn, khoảng 35 tuổi là bắt đầu cái bệnh lý thoái hóa cột sống sẽ xảy ra, kéo dài cho tới suốt cuộc đời. Bắt đầu 35 tuổi là bắt đầu có rồi. Thì nó chiếm khoảng 35 tuổi thì chiếm khoảng 30% những người bị gai cột sống. Khoảng từ 50 tới 65 tuổi thì chiếm tới 60%. Còn những người mà trên 80 tuổi thì chiếm 90%. Vậy tức là qua cái con số thống kê này thì mình thấy được cái bệnh lý gai cột sống, những cái độ tuổi càng lớn thì cái gai cột sống, thoái hóa cột sống càng nhiều. Thì tại sao là như vậy? Thì theo quá trình tạo xương của mình á, thì nó bắt đầu nó phát triển từ cái giai đoạn lúc mà mình sinh ra. Khi bắt đầu khoảng 33-35 tuổi thì bắt đầu quá trình tạo xương của mình bắt đầu nó sẽ suy giảm từ lúc đó. Còn quá trình hủy xương của chúng ta là nó sẽ giảm. Còn quá trình tạo xương của chúng ta, quá trình hủy xương thì nó tăng, còn quá trình tạo xương nó giảm. Thì cái đó là do cái chính là cái nguyên nhân dẫn tới bệnh lý gai cột sống, thoái hóa cột sống. Rồi cái nguyên nhân thứ hai á, là những cái người mà làm việc công việc nặng,
những người làm công việc nặng trong các nhà máy, những công nhân, rồi những người làm những cái đối tượng đó là những cái đối tượng làm việc nặng rồi làm ở trên nhà máy xí nghiệp, những cái công nhân làm bốc vác rồi lao động nặng, khuân vác nhiều. Thì tại sao nó lại bị cái vấn đề đó? Thì khi mà khi nặng thì cái áp lực, những cái vật nặng đè lên cái cuộc sống chúng ta, đè lên các vùng đĩa đệm, thì nó đè ép lên, nó lâu ngày thì nó sẽ dẫn tới vấn đề thoái hóa đĩa đệm. Và khi thoái hóa đĩa đệm thì nó dẫn tới thoái hóa luôn các cái xương dưới sụn, rồi nó thoái hóa luôn cái thân cốt sống, thì dẫn tới cái bệnh lý là gai cột sống, thoái hóa cột sống. Nhưng lúc này thì nó chưa có diễn biến là nó gai như cái vấn đề tuổi tác, nhưng mà nó có báo hiệu trên khuôn chụp phim X quang mình sẽ thấy được cái gai này. Rồi cái tiếp theo nữa, cái nguyên nhân mà chúng ta nói là những người làm việc văn phòng thì đó là công việc lao động trí óc thôi, lao động trí óc thôi. Có người nói tại sao tôi làm việc nhẹ, tôi lao động trí óc mà tại sao tôi cũng bị vấn đề cuộc sống? Thì cái này thì tôi cũng xin phân tích là chúng ta ngồi lâu, chúng ta không vận động nhiều thì tất cả các cơ xương khớp chúng ta không được vận động thì nó không được trơn tru. Những cái dịch khớp ở bên trong cuộc sống chúng ta, ngoài cái trong cuộc sống và những cái khớp khác có liên quan thì nó sẽ bị khô, nó sẽ bị dễ dàng bị thoái hóa nhiều hơn. Cái áp lực lên cái cuộc sống, áp lực lên cái đĩa đệm thì nó dẫn tới cái bệnh lý gai cuộc sống, thoái hóa cuộc sống. Rồi nguyên nhân tiếp theo nữa là những người mà bị chấn thương, chấn thương tai nạn, thì những cái chấn thương này thì những người trẻ tuổi khoảng 35 tuổi trở xuống thôi. Khi mà mình phân tích là 35 tuổi trở lên là bắt đầu có thoái hóa, nhưng những người mà trẻ tuổi 35 tuổi trở xuống khi bị chấn thương như vậy thì nó là một cái tỳ rồi. Thì khi mà đau thì mình sẽ cố định nó, mình cố định nó, giống như mình gãy tay mình băng bột nó lại, mình băng bột xong một thời gian khoảng một tháng thì nó bị cứng. Cái bị cứng thì nó sẽ khô ở đó, rồi nó bị hạn chế tầm vận động. Thì giống như cuộc sống chúng ta không vận động nhiều, chúng ta ngồi quá lâu, đặc biệt là những nhân viên văn phòng ngồi 8 tiếng đồng hồ, thì các khớp này không vận động nhiều thì cái đĩa đệm rồi khô khớp, rồi mình cử động khó khăn cũng xảy ra tình trạng là thoái hóa cuộc sống. Rồi những người mà tiếp theo là cái nguyên nhân những người mà trẻ tuổi, cũng là người trẻ tuổi ha, thì là tập thể dục hay là chơi thể thao, vận động sai, tư thế sai, với người tập tạ. Tập tạ là ảnh hưởng tới vấn đề cuộc sống rất là nhiều. Thì họ năng tạ sai, huấn luyện viên hướng dẫn, có nhiều người huấn luyện viên hướng dẫn đúng, có nhiều huấn luyện viên dẫn sai. Rồi nhiều lúc huấn luyện viên dẫn đúng rồi mà mình tập lại sai, nó lại ảnh hưởng tới vấn đề cuộc sống của chúng ta. Thì cũng dẫn tới, nó một cái tỳ luôn cũng dẫn tới vấn đề bị gai cuộc sống. Rồi đó là những cái nhóm nguyên nhân chính dẫn tới gai cuộc sống. Ngoài ra những người có cái chế độ sống nó không được lành mạnh, dù sử dụng bia, sử dụng chất kích thích, rồi những người mà bị béo phì, thừa cân đó thì cũng ảnh hưởng tới vấn đề về gai cuộc sống. Dạ vâng, và trở lại với nội dung mà vừa nãy chúng ta vừa đề cập, đó là việc khi mà bệnh nhân cảm thấy là những cái động tác thực hiện của mình như là cúi ngửa rồi nghiêng xoay nó rất là khó khăn, thì đó là rễ thần kinh cũng đã bị tổn thương. Thì ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự sau. Theo các chuyên gia y tế, có nhiều nguyên nhân gây nên thoát vị đĩa đệm. Đầu tiên đó là các chấn thương cột sống, thứ hai là tư thế xấu trong lao động. Một nguyên nhân cũng có thể xảy ra thoát vị đĩa đệm là do di truyền. Nếu bố mẹ có đĩa đệm yếu do bất thường về cấu trúc, thì con cái cũng dễ bị thoát vị đĩa đệm. Khi bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, sẽ gây đau cột sống cổ, đau vai gáy, đau cánh tay. Nếu thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, thì sẽ có triệu chứng đau thần kinh liên sườn. Còn nếu thoát vị đĩa đệm xảy ra ở vùng thắt lưng, thì bệnh nhân sẽ thấy đau thắt lưng cấp hay mạn tính. Nó nhức lưng rồi nó nhức lưng dữ lắm, rồi nhức từ cái lưng xuống với hai cái chân, nhưng mà nó chân trái là nặng nhất. Cái bác sĩ cho chụp MRI thì nói là chị bị thoát vị đĩa đệm nặng, nó chèn hai cái hệ thần kinh cái chân á, làm cho nhức không thể đi đứng được, nhức dữ dội lắm. Nó đau xương sống tự anh nó hai giờ đi không được ha. Có đi lên đại học y dược á, với bác sĩ quốc tế á, cũng không hết á. Thoát vị đĩa đệm cột sống là một bệnh lý khá thường gặp, có thể để lại nhiều hậu quả, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh. Do vậy, khi bệnh nhân có các triệu chứng nói trên, cần đến khám ở cơ sở y tế chuyên khoa, tốt nhất là gặp các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp để được chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời. Thưa quý vị, theo thống kê của
chuyên gia y tế thì 70% bệnh về cột sống, thoát vị đĩa đệm, điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng thì sẽ cho kết quả đáng ghi nhận. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Để chẩn đoán các bệnh lý về cột sống, ngành y tế dựa vào phim X-quang hoặc chụp cộng hưởng từ MRI. Từ kết quả này, các bác sĩ chuyên khoa sẽ quyết định phác đồ điều trị thích hợp. Phương pháp điều trị hiện nay được áp dụng nhiều như điều trị bằng các thuốc giảm đau hay phẫu thuật. Tuy nhiên, lựa chọn mà người bệnh yêu thích là điều trị bằng vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Bởi phương pháp này thường không gây các tác dụng phụ mà hiệu quả mang lại rất tích cực. Tôi đi bệnh viện tùm lum hết á, bệnh viện nào cũng có đi vừa qua hết rồi mà nó không thấy giảm. Chị xây qua cái thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tàu gì cắt nẻ gì cái gì cũng làm hết. Tình cờ chị có xem truyền hình đó, chị thấy quảng cáo thì chị mới đi theo địa chỉ lên tới đây. Nói chung là điều trị nay 2 tuần là chị thấy kết quả nhiều lắm. Ở bên bệnh viện á thì cái về cuộc sống với địa điểm đó thì ở đó thì mình uống thuốc tây thôi. Thế nên không có đồng ý, cũng có đồng ý nhưng mà nó cũng bớt, mà nó bớt cái thời điểm đó thôi. Thì cái nào chưa có giúp. Thì ngày đây điều trị là nó bớt nó giúp. Còn mình mới xuống. Thì xuống nào là được tư ngày thứ sáu rồi, trong tòa bác sĩ cho 7 ngày. Bữa nay đúng rồi cũng bớt thiệt. Với phương pháp phục hồi chức năng, người bệnh sẽ được kéo giãn cột sống cổ bằng thiết bị giường kéo hiện đại tùy theo trọng lượng cơ thể. Các cơ co thắt vùng cột sống cổ sẽ được kéo giãn, các lỗ liên hợp sẽ được mở rộng, tạo thuận lợi cho đĩa đệm trở về vị trí cũ, các gai xương sẽ không còn chèn ép rễ thần kinh. Theo các chuyên gia y tế, hầu hết thoát vị đĩa đệm là điều trị không phẫu thuật, chỉ cần uống thuốc và điều trị vật lý trị liệu theo đúng chuyên khoa. Khoảng 50% thoát vị bình phục sau 1 tháng. Sau 6 tháng hơn 95% khỏi bệnh. Chỉ có 10% được chỉ định phẫu thuật. Thống kê của ngành y tế, bệnh lý cột sống đang có xu hướng gia tăng. Nhiều người do không biết đã sử dụng các loại thuốc mà không đỡ lại tốn kém. Vì vậy, để tránh những tai biến đáng tiếc xảy ra như cong vẹo cột sống, không đi lại được. Tốt nhất người bệnh nên đi khám sớm ngay khi mới mắc thì hiệu quả trị bệnh sẽ cao hơn. Vâng ạ, thưa bác sĩ, một trong những phương pháp không thể thiếu nếu như mà người bệnh chưa đến mức phải mổ thoát vị đĩa đệm cột sống thì phương pháp để điều trị bảo tồn vật lý trị liệu phục hồi chức năng, đó là cái phương pháp mà mọi người đang nghĩ đến. Vậy thì ưu điểm của phương pháp này như thế nào thưa bác sĩ? Về cái phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng á, thì thật sự nó là một phương pháp Tây y 100%, nó không liên quan gì tới phương pháp của Đông y hoặc của Triền. Thì cái phương pháp này nó được du nhập từ bên Mỹ về, rất là cũng có thể là vài chục năm rồi. Nhưng mà gần đây thì người ta mới tìm hiểu kỹ hơn, người ta nghiên cứu kỹ hơn. Thì những cái phương pháp này mang lại những cái hiệu quả về các bệnh lý cơ xương khớp cũng như về bệnh lý cuộc sống, nó mang lại rất là khả quan, rất là tích cực. Giúp cho người bệnh chúng ta lấy lại những cái chức năng của cuộc sống tốt hơn, có thể đi làm lại được, rồi sinh hoạt được tốt hơn. Về cái phương pháp này á, thì nó sử dụng về tính chất cơ học, tính chất vật lý như điện, ánh sáng, từ trường, sóng ngắn, sóng siêu âm, máy kéo giãn, rồi những cái sóng laser, dòng điện tác động lên cái cơ thể chúng ta. Ví dụ như cái máy kéo giãn cuộc sống là cái máy chuyên điều trị về những bệnh nhân về thoái hóa cuộc sống, những bệnh nhân thoát vị đĩa đệm, thì dựa theo cái cơ chế của nó thì nó khi mình kéo tách được các đốt sống này ra thì nó sẽ làm cái khoang đĩa đệm, cái lỗ liên hợp nó sẽ được nới lỏng ra, thì nó sẽ không có gây chèn ép vào cái cuộc sống, vào cái đĩa đệm, vào cái thần kinh. Thì khi mà mình nới lỏng ra được thì nó sẽ không có chèn ép nữa. Thì theo cái nguyên lý là khi cái áp suất ở bên trong cái khoang đĩa đệm thì nó có một cái áp suất âm. Thì khi mình kéo tách nó ra thì cái đĩa đệm từ ở trong, ở bên ngoài, phía sau ống sống nó sẽ thụt vô phía trong. Do nó được hút vô, áp suất âm nó là như vậy. Thì khi nó hút vô như vậy thì nó sẽ không có va chạm vô nữa. Nó là dựa lên cái nguyên lý vật lý là như vậy. Rồi khi mình kéo giãn ra được thì các vùng cơ nó bị co thắt. Khi mình bị đau thì nó sẽ co thắt.
theo cái phản xạ tự nhiên là như vậy. Khi nó co thắt nhiều mình kéo nó giãn ra thì nó sẽ không còn co thắt nữa, khi nó giãn cơ thì nó sẽ không còn đau nữa. Đó là những cái tác dụng mà nó mang lại cho cái hiệu quả điều trị cho bệnh lý về cột sống. Rồi ngoài ra cái những cái sóng siêu âm nãy tôi cũng trình bày đó thì nó cũng là kháng viêm, giảm đau, nó giảm đau rất là nhiều. Những người mà bị nặng quá dùng thuốc, thuốc thì nó cũng là đau, dùng thuốc giảm đau, viêm dùng thuốc kháng viêm, thì cái máy siêu âm này nó cũng có tác dụng như vậy đó. Thì có những nhiều bệnh người ta không chịu uống thuốc, tại vì người ta uống nhiều rồi người ta sợ lắm. Rồi những người bị bao tử dạ dày, những người bị bệnh gan, bệnh thận thì không thể nào dùng thuốc được, thì mình sẽ sử dụng những cái sóng này mình tác động vô để mình giảm viêm, để mình kháng viêm giảm đau cho bệnh nhân. Rồi những cái dòng điện, một cái nguyên lý sử dụng những cái xung điện, xung điện chúng ta thì sẽ kích thích lên cái vùng mà đang bị chèn ép, đặc biệt là ví dụ như bị đau thần kinh tọa thì sẽ kích thích từ trong cột sống, sẽ khi mà nó bị chèn xuống cái chân thì mình dùng cái dòng điện xung điện này sẽ kích thích nó lại. Khi mà nó bị nặng quá thì nó làm cho những cái cơ mà thần kinh nó bị yếu rồi, cái nó chèn lên cái cơ chúng ta yếu thì nó sẽ giống như là nó khó cử động, thì nó sẽ giúp hồi phục lại, kích thích trở lại cho những nhóm cơ nó mạnh hơn, giúp chúng ta đi đứng dễ dàng hơn. Rồi bác sĩ sẽ kết hợp thêm nhiều những cái chuyên môn khác để can thiệp vô những cái bệnh lý về cơ xương khớp cũng như bệnh lý về cột sống. Những cái biện pháp này nó thật sự rất là an toàn, nó không gây những cái biến chứng gì cả, nó là điều trị bệnh thật sự luôn. Đó là cái phương pháp rất là hiệu quả mà thế giới đang áp dụng và tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang áp dụng rất là rộng rãi. Cảm ơn bác sĩ, và mời bác sĩ tiếp tục lắng nghe câu hỏi nữa của anh Trần Văn Bình đến từ Phan Thiết, số điện thoại là 0917032283. Mời anh Bình. Trong hồi đó nó cũng đi đứng bình thường ha, bạn nó ấy đó, đầu nó giật mình á, nó giật cái nó mình nhiên cái mình chậm xuống luôn nha. Mình chậm rồi sau này cũng khoảng 2-3 năm là bắt đầu nó đau luôn, nói là bị ra cuộc sống, có hóa cuộc sống này ra bị đây cũng được 10 mấy năm rồi. Rồi mấy hôm có lên trên An Phước chụp cách lớp á, bị thoái hóa cột sống, thoái hóa mắc nước, địa đệm, cột sống, thắt lưng. An L 4 năm, thoát vị địa đệm ra sao, 06MM, dạng trung tâm cấy, rộng ép mặt trước sau, màng cứng, không gửi thần kinh hai bên. Bây giờ mình tính hỏi bác sĩ gì đó, bây giờ tình hình nó làm sao chứ bây giờ. Hồi đó bây giờ bị nó cũng 10 mấy năm rồi mà cứ nó đau rồi đi trị chỗ này chút, chỗ kia chút, rồi vậy nó uống thuốc bắt. Rồi bây giờ cũng ngầu cái nghiêng qua, nó nghiêng qua bên này thì nó đau, còn nghiêng qua bên kia nó đau, thì lúc chấn thoảng bắt ngãn nó giữa nữa. Dạ, có thể nói là anh Bình đã nêu ra bệnh lý về cuộc sống của mình rất là rõ ràng. Và mời anh lắng nghe lời tư vấn của bác sĩ Thọ. Xin chào anh. Thì mới nãy anh nói là từ 10 mấy năm trước á, anh có vặt lộn, thì bắt đầu từ đó là anh bị đau, thì có đó là một cái dấu hiệu, cái tì là mới nãy tôi nói đó, chấn thương. Khi mà chấn thương xảy ra sau một thời gian á, thì nó sẽ dẫn tới bệnh lý thoái hóa cột sống, gai cột sống. Rồi những cái thời gian tiếp theo thì nó sẽ chuyển biến, tại vì nó đã bị thoái hóa, nó giống như là nó bị sơ rồi, nó bị yếu cái đĩa đệm rồi, nó thoái hóa mất nước đĩa đệm rồi, thì nó khi mình làm cái việc gì nhẹ thôi, mình không cần làm những công việc nặng đâu, thì nó cũng sẽ dẫn tới vấn đề thoát vị đĩa đệm. Thì đó là trường hợp của anh rất là điển hình mà nãy giờ tôi nêu đó. Thì khi mà anh bị thoát vị đĩa đệm rồi, chụp cộng hưởng từ rồi thì nó ra 6 mm, thì tôi nghe nói anh nói như vậy thì nó ra 6 mm. Thật sự cái vùng ống sống chúng ta biết á, thì nó khoảng tùy theo người có thể 13-15 mm. Thì bây giờ anh là bị thoát 6 mm, tức là gần nửa rồi đó, thì nó là chắc chắn là nó chèn thần kinh rồi. Thì bây giờ thì anh cứ lên phòng khám chuyên khoa chúng tôi sẽ xem xét lại cái phim cũ của anh, nếu mà tình trạng của anh nó nặng hơn nữa thì chúng tôi sẽ cho chụp phim tiếp để coi đánh giá mức độ nó có thể là hơn 6 mm hay không, có thể 7 mm, 8 mm. Thì theo cái nếu mà anh đã bị thoát rồi, chúng tôi sẽ can thiệp phương pháp vật lý phục hồi chức năng. Nếu mà anh bị thoát vị, chúng tôi sẽ giải quyết cái vấn đề thoát vị, giải quyết cái đau của anh, giải quyết cái chèn ép cho anh. Còn nếu mà anh bị teo cơ hay là anh yếu, anh đi đứng lại khó khăn, chúng tôi sẽ thăm khám ra những cái lực cơ của anh đi đứng như thế nào, thì chúng tôi sẽ cho những cái chuyên viên, người ta sẽ tập luyện phục hồi những cái nhóm cơ chân của anh để cho anh đi đứng được dễ dàng hơn, để anh quay lại với công việc, để quay lại với cuộc sống. Xin chào anh.
Dạ. Tiếp tục một câu hỏi nữa của một khán giả xin được phép giấu tên. Hỏi bác sĩ là tôi bị thoát vị đĩa đệm. Nếu điều trị bằng phương pháp bảo tồn không phẫu thuật thì thời gian điều trị vật lý trị liệu mỗi ngày hết bao nhiêu tiếng đồng hồ? Chi phí như thế nào và khoảng bao lâu thì sẽ thấy được tiến triển của bệnh ạ? Dạ. Xin chào ạ. Khi mà mình bị vấn đề về bệnh lý cuộc sống cũng tùy vào cái bệnh lý của mình. Ví dụ như mà mình bị thoái hóa cột sống thì cái thời gian điều trị thì nó có thể ngắn hơn, có thể 1 đến 2 tuần là cái bệnh chúng ta sẽ thuyên giảm rất là nhiều rồi, có thể 80-90%. Nếu chúng ta duy trì thêm tiếp tục có thể thêm 1 tuần nữa thì có thể điều trị dứt cái căn bệnh mà thoái hóa cột sống mà nó mang lại. Còn nếu mà bệnh nhân chúng ta bị thoát vị đĩa đệm, về thoát vị đĩa đệm thì nó cũng có rất là nhiều dạng. Thoát vị đĩa đệm mà không chèn ép thần kinh và thoát vị đĩa đệm có chèn ép thần kinh. Nếu mà thoát vị đĩa đệm không chèn ép thần kinh tức là lòi đĩa đệm, thì khi mà lòi đĩa đệm thì nó điều trị nó cũng nhanh, so với thoát thoái hóa thì nó lâu hơn chút, nhưng mà so thoát với thoát vị đĩa đệm mà chèn ép thần kinh thì nó nhanh hơn. Còn khi thoát vị đĩa đệm chèn ép thần kinh thì cái thời gian điều trị có thể là nó lâu, có thể là 3-4 tuần. Thậm chí khi mà chèn ép quá nặng, hẹp ống sống quá nặng, kèm theo những cái liên quan như trượt đốt sống thì cái này nó cần thời gian rất là dài, có thể 1 tháng, có thể 1 tháng rưỡi. Tùy theo bệnh nặng hay nhẹ thì cái này bác sĩ sẽ thăm khám và cho anh cái thời gian nó sẽ chính xác hơn. Còn cái chi phí điều trị á, thì cũng tùy vào cái bệnh nặng hay nhẹ mình cũng đang nói đó. Nếu mà mình bị nhẹ thì cái chi phí điều trị khoảng tầm 200-300 thôi. Dạ. Còn nếu mà bệnh nặng mà liên quan tới vấn đề sức cơ, tức là mình có ảnh hưởng tới vấn đề liệt, tức là đi đứng lại khó khăn, thì cái mức dao động có thể là 300-400. Dạ. Nó tùy theo vào cái bệnh. Thì cái chi phí với thời gian mình đã có rồi. Còn cái vấn đề nữa là khi mà anh ở xa thì ở đây chúng tôi, ở phòng khám chúng tôi có chỗ ăn, chỗ ở lại cho những bệnh nhân ở xa. Thì cái này cái giá dao động của vấn đề ở lại á, thì nó khoảng 50.000 tới 70.000. Còn cái ăn thì khoảng 20.000 phần thôi. Thì tại phòng khám chúng tôi điều trị cho bệnh nhân tích cực rồi, nhưng mà cũng tạo điều kiện cho bệnh nhân ở lại để có chỗ ăn, chỗ ở cho nó sinh hoạt cho nó tốt hơn. Như vậy là rất thuận tiện cho bệnh nhân. Đúng rồi. Và thưa quý vị, chương trình đang truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình Bình Thuận cũng như là fanpage của đài. Và trên hệ thống fanpage thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của anh Lâm Sơn Vũ. Anh đang bị thoái hóa cột sống, thoái hóa cột sống đốt L5 và có biểu hiện đang là tê tay. Như vậy thì có hướng điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Chào anh, thì anh á, thì thoái hóa đốt sống L5 nhưng mà có biểu hiện là tê tay. Thì cái này á, thì thật sự á, thì bây giờ á, là cái tê tay của anh á, là nó, tại vì đĩa đệm đốt sống mình là biết là chụp X quang là thoái hóa rồi. Bây giờ là mình biết được thoái hóa cột sống lưng rồi, nhưng mà cái tê tay á, thì khi bị lưng này thì nó không có bị tê tay, tức là mình sợ nó thoát vị đĩa đệm đi, cho nó thoát vị đĩa đệm thì nó, nếu mà có chèn ép á, thì nó sẽ chèn xuống cái chân thôi, chứ nó không có quắt ngược lại lên phía trên. Còn vấn đề tê tay có thể nó có liên quan nhiều bệnh lý, có thể là điển hình là bệnh lý hội chứng ống cổ tay. Khi chúng ta làm việc nhiều quá, như những người nội trợ, những người buôn bán ngoài chợ chặt cá chặt thịt á, hoặc là những người nhân viên văn phòng sử dụng máy tính, đánh máy tính, sử dụng con chuột liên tục, thì ảnh hưởng tới vấn đề gây ra chèn ép cái ống cổ tay, là chèn ép dây thần kinh giữa, cũng gây tê cái bàn tay ngón tay. Còn nếu mà tê tay cái vùng ở trên cao từ cánh tay xuống bắp tay, có thể là chèn ép dây thần kinh trên cột sống cổ đi xuống. Và ngoài ra có nhiều dây thần kinh nữa, thần kinh giữa, thần kinh quay, thần kinh trụ, rất là nhiều dây thần kinh. Thì bây giờ cái này muốn chính xác á, thì lên chúng tôi thăm khám cho anh là anh đang bị vấn đề gì. Còn đã bị tê tay rồi mà anh cố gắng, anh cứ lo công việc, anh không chịu đi chữa, thì cái tê này thật sự rất là quan trọng. Nếu mà anh không chữa, từ từ nó sẽ teo cơ, nó sẽ teo cơ, nó sẽ yếu cơ, cử động cái tay chúng ta sẽ khó khăn. Nên tốt nhất là anh đi sớm để anh có cái hướng điều trị để dứt điểm cái căn bệnh tê tay này của anh, và cũng như là cái bệnh thoái hóa cuộc sống của anh. Chào anh. Thưa bác sĩ, Yên đang được biết là có một trong những phương pháp mang lại hiệu quả rất cao cho bệnh nhân thoái vị đĩa đệm, đó là di động cột sống cổ và cột sống thắt lưng. Bác sĩ có thể cho biết rõ hơn về phương pháp này. Về kỹ thuật, thật là kỹ thuật di động cột sống á, thì nó một kỹ thuật rất là cao của bên về phục hồi chức năng. Thì người kỹ thuật viên sẽ dùng một cái lực ngoại lực tác động vào những cái đốt sống
đặc biệt là những cái đốt sống đang bị thoát vị. Khi tác động ngoại lực vào một cái đốt sống thì nó sẽ, thứ nhất, nó sẽ có tác dụng làm cho cái trong cái ổ khớp chúng ta lúc nào cũng có cái dịch khớp. Khi chúng ta tác động vô, chúng ta trực tiếp nhẹ, chúng ta tác động nhẹ nhàng, liên tục, có thể là theo nhịp nhàng, có thể là 60 giây. Thì đó là một kỹ thuật người ta áp dụng như vậy. Thì cái tay sẽ chừa cố định cái vùng cốt đốt sống dưới, thì chúng ta sẽ chừa đốt sống trên như vậy. Nói đơn giản vậy cho chị hiểu. Thì khi chúng ta chừa cái đốt sống này thì nó sẽ tạo ra một cái dịch, gọi là dịch nội sinh trong này. Thì nó sẽ giúp cho cái vùng đốt sống chúng ta sẽ trơn tru, thì nó làm cho chúng ta cử động sẽ dễ dàng hơn. Tức là nó sẽ làm cho chúng ta tăng được cái tầm độ của cuộc sống, như những người bệnh nhân xây chợ khó khăn. Thứ hai thì nó sẽ làm cho cái tình trạng đau của cái cuộc sống đó nó sẽ giải quyết, là nó sẽ không còn đau. Khi có thể là nói chính xác hơn á, thì chúng ta trượt nhẹ thì nó sẽ giảm đau, chúng ta trượt mạnh hơn một chút, di động mạnh hơn một chút thì nó sẽ tăng tầm cho cuộc sống chúng ta. Nó có hai cái tác dụng giải quyết về vấn đề cuộc sống rất là nhiều là như vậy. Còn cái tác dụng thứ ba nữa, là cái quan trọng nhất, là khi mình tác động vô đốt sống như vậy thì cái đĩa đệm giữa hai đốt sống này nó sẽ tạo thuận, nó sẽ đưa cái đĩa đệm này nó vô trong lại, vô trong lại cái ống sống, nó không chèn ép thần kinh nữa, thì lúc đó cái bệnh lý mà thoát vị đĩa đệm nó sẽ thiên giảm. Đó là kỹ thuật di động đốt sống. Và có thể là có rất là nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà vì thời lượng của chương trình cũng lấy gần hết rồi. Và là câu hỏi cuối, xin được mời bác sĩ Lương Ngọc Thọ có thể tư vấn là với những người bệnh nhân có đang có bệnh lý về cột sống thì cái chế độ dinh dưỡng như thế nào, cũng như là cần có những cái điểm gì cần lưu ý ạ? Những bệnh mà những người mà bệnh đang đã và đang hoặc là chưa bệnh thì tôi cũng xin có lời khuyên như thế này. Thứ nhất là về cái sinh hoạt thì chúng ta cố gắng, đặc biệt là không được cúi khum nhiều. Tại vì cái tư thế cúi khum là cái tư thế điển hình để thoát vị đĩa đệm. Và khi chúng ta cúi khum mà chúng ta mang một vật nặng nữa, có thể 10 kg, là nó áp lực lên đĩa đệm rất là nhiều hơn nữa. Thì nó sẽ gây ra tình trạng thoát vị đĩa đệm, đặc biệt là không cúi, không khiêng nặng. Đó là hai cái điển hình nhất là gây ra cái bệnh lý cột sống. Và ngoài ra chúng ta có thể không được xoay vặn xoắn cái cột sống, không được bẻ cổ, nó làm cho cái tình trạng thoái hóa cột sống sẽ diễn ra nhanh hơn. Rồi chúng ta ngồi, chúng ta cố gắng đừng có ngồi nhiều quá, có thể ngồi khoảng 1 tiếng thôi, và chúng ta đứng dậy. Còn những người nào đã bị về vấn đề cột sống từ trước rồi thì chúng ta ngồi khoảng 45 phút thôi, thì chúng ta nên đứng dậy thư giãn. Khi mà làm việc văn phòng, đứng dậy thư giãn, đi tới đi lui, uống nước, thì cũng tránh đi cái tình trạng là bệnh lý cột sống, và cũng tránh đi những cái tình trạng, những cái bệnh lý cơ xương khớp khác. Rồi về vấn đề sinh hoạt ở nhà, chúng ta ví dụ dọn dẹp thì chúng ta cũng cố gắng thẳng lưng, đừng cúi lưng. Rồi ví dụ khuân vác những bình nước 20 lít, nhà nào bây giờ ai cũng có cái bình đó. Bây giờ không có thanh niên thì phụ nữ phải làm rồi, thì khi mà phụ nữ làm thì cơ yếu rồi mang vô thì nó cũng sẽ dẫn tới vấn đề thoát vị đĩa đệm, nên cố gắng tránh những cái tư thế cúi mà khom lưng nào tôi nói đó. Rồi về chế độ dinh dưỡng thì thật sự là khi những người bệnh thoái hóa cột sống hay thoát vị đĩa đệm, chúng ta bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, chúng ta không loại trừ những cái thực phẩm nào cả. Nhưng đối với những cái người mà lớn tuổi thì chúng ta phải cần cân nhắc. Ví dụ lớn tuổi có vấn đề về huyết áp, có vấn đề về bệnh tiểu đường, có bệnh lý khác, bệnh gút, thì chúng ta nên hạn chế. Ví dụ như bị huyết áp, chúng ta hạn chế ăn mặn, hạn chế về chất kích thích, rượu bia, cà phê, trà. Những người bệnh tiểu đường thì chúng ta hạn chế về đồ ngọt, đồ ngọt. Rồi những người bệnh lý về xương khớp như bệnh lý gút, thì chúng ta bổ sung những cái chất đạm nhiều quá, hải sản nhiều quá, những cái thịt đỏ, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng viêm nhất, đau nhất xương khớp về gút nó sẽ diễn ra nhiều hơn. Còn những người bệnh lý thoái hóa sống bình thường, thoát vị đĩa đệm bình thường, những người trẻ tuổi thì chúng ta nên ăn đầy đủ, bổ sung đầy đủ khoáng chất, đặc biệt là canxi. Canxi rất tốt cho xương ha. Thì cái này có thể bổ sung từ thực phẩm như cá, hải sản, cua, tôm, rồi rau, đặc biệt là rau xanh. Thì tôi thích đặc biệt thích ăn rau xanh, thì nó giàu canxi, bổ, mà nó mang lại cho cơ thể chúng ta nó không có ứ lại những cái vấn đề tạp chất bên trong. Thì tốt nhất là như vậy. Rồi bổ sung thêm sữa canxi, có thể uống sữa không được thì chúng ta bổ sung thêm thuốc canxi. Rồi ngoài ra có những thực phẩm chức năng khác như về thuốc sụn khớp, glucosamine, nó rất là nhiều cái bổ sung dinh dưỡng như vậy. Và những cái thói quen sinh hoạt thì nếu mà mình có điều kiện mình lên thăm khám, chúng tôi sẽ diễn giải những cái lời khuyên nhiều hơn nữa, nhưng qua chương trình hạn chế thì tôi cũng chưa chia sẻ hết.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Lương Ngọc Thọ ngày hôm nay đã dành thời gian rất là quý báu để đến với những lời tư vấn rất là hữu ích về các bệnh lý cột sống. Và hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã có những lưu ý để cũng như là điều trị bệnh lý của mình một cách tốt hơn. Xin được cảm ơn quý vị đã cùng tương tác với chương trình. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.